Trong công điện, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và địa phương thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo trước đó về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, đặc biệt chú trọng công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội được giao nhiệm vụ đôn đốc hướng dẫn các địa phương thực hiện nghiêm các chỉ đạo này gắn với tăng cường thanh tra, kiểm tra, nhất là các địa phương thường xuyên xảy ra đuối nước trẻ em, ra soát, sửa đổi cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống đuối nước trẻ em. Bộ Giáo dục và Đào tạo được yêu cầu triển khai hướng dẫn việc phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước đến từng trường học, lớp học, từng học sinh, đặc biệt trước mỗi kỳ nghỉ hè để mạnh phong trào dạy bơi an toàn cho học sinh trong trường học. Phối hợp giữa nhà trường với gia đình để quản lý, giám sát học sinh trong thời gian nghỉ học, nghỉ hè, hướng dẫn các địa phương về việc tổ chức học bơi, rèn luyện kỹ năng bơi và các điều kiện cần thiết liên quan và việc hỗ trợ giảm giá vé chi phí học bơi rèn luyện kỹ năng bơi các dịch vụ liên quan cho học sinh trẻ em với các địa phương thủ tướng yêu cầu cần phối hợp ban ngành đoàn thể để ban bảo vệ trẻ em cấp xã cá nhân tình nguyện tham gia quản lý chặt chẽ trẻ em trong thời gian không đến trường đặc biệt là dịp nghỉ hè các thời gian bão lũ thiên tai rà soát lập bản đồ cảnh báo kịp thời các địa điểm có nguy cơ gây tai nạn đuối nước để có biện pháp phòng ngừa địa phương bố trí ngân sách để thực hiện phòng chống đuối nước trẻ em phổ cập bơi an toàn cho trẻ em hỗ trợ kinh phí phù hợp đối với việc học bơi